Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Tức là cái lớp này là tôi dự kiến tôi sẽ trình bày một thật ra chính là cái gọi là cái lớp gọi là nhập môn về thuật toán thôi. Nó cũng khá đơn giản. Tuy nhiên thì là chúng ta sẽ theo như là hôm trước chúng tôi có làm cái tìm hiểu ấy, thì đa số các bạn muốn là vừa kết hợp dạy về thuật toán vừa vừa làm bài tập luôn. Đấy, thì tôi cái lớp này chúng ta sẽ là như vậy nhé. Nhưng ở trên lớp chúng ta chỉ học có 12 buổi, và mỗi buổi nên chỉ làm 1 tiếng rưỡi thôi, rất là ít thời gian. Cho nên là ở trên lớp chúng ta chỉ làm một số bài tập cơ bản chính, sau đó chúng ta sẽ làm ở nhà là chính. Thì ở cái trên nhóm chúng ta, cái nhóm Zalo sẽ là cái nhóm mà chúng ta sẽ trao đổi làm các bài tập. Thì sau khi mỗi buổi lớp tôi sẽ ra cái bài tập thêm để cho chúng ta làm. Rồi theo tôi dự kiến nhé. Tôi dự kiến là chúng ta sẽ học những cái chương trình phần sau đây này, dự kiến trước để chúng ta hình dung nhé. Đầu tiên là cái bài 1 chính là cái bài này, là mảng 1 chiều và 2 chiều nhé. Đấy, tôi sơ chọn chúng ta biết thôi. Tức là cái lớp của chúng ta là cái lớp học về cái chương trình, nói chung nó là cái trình nhập môn về thuật toán và cấu trúc dữ liệu ở mà thực hiện ở trên Python. Và nó sẽ phần chính của nó sẽ nằm trọn vẹn là ở trong cái chương trình cái phần phần CS của sách giáo khoa lớp 11 đấy. Cái chương thứ hai là quyển thứ hai sẽ một chương học một số các thuật toán cơ bản. Đấy, một số thuật toán cơ bản và đơn giản, thì phần này sẽ là học phần này là phần tương đối dài, và rất rất nhiều những cái trong chương trình của lớp 1 chúng ta là có rất hẳn một cái chương về cái phần này. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ học cái một vài kỹ thuật chính, cũng có là kỹ thuật lập trình chính, là đệ quy. Tiếp theo chúng ta học xong cái phần rất quan trọng là kỹ thuật của chia để trị. Đấy, chia để trị. Đây là đều là những cái phần mà quan trọng, kỹ thuật lập trình quan trọng. Tiếp theo là chúng ta sẽ học xong cái phần gọi là một số cấu trúc dữ liệu, một số cấu trúc dữ liệu cơ bản đơn giản, số cấu trúc dữ liệu tuyến tính đơn giản. Đó. Sau giờ rồi sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ học thêm một số cái chủ đề này thì nằm ngoài chương trình là tin học lớp 1, lớp 12, nhưng mà theo tôi rất quan trọng để giúp chúng ta có cái hình dung về các kỹ thuật và thuật toán. Cái chuyện tiếp theo chúng ta sẽ học về gọi là chiến lược tham lam nhé. Chiến lược tham lam, tự lập trình tham lam đấy. Tham lam. Tiếp theo chúng ta sẽ học sang phần tiếp theo, đây là quy hoạch động. Rất quan trọng. Một trong những cái phần rất quan trọng mà tôi muốn trình bày tương đối kỹ đối với chúng ta. Đấy. Và có lẽ sang đến cái phần cuối cùng. Đây là phần cuối cùng là nói về một cái thuật lập trình gọi là lập trình quay lui, vết cạn quay lui, chính là vết cạn quay lui. Thì đây dự kiến là tôi định đây là phần tôi sẽ lớp chúng ta đi học sẽ học nhé. Thì hôm nay chúng ta học học xong cái phần này là cái bài đầu tiên. Thật ra đáng lẽ tôi cần một cái bài đầu tiên nữa là cái bài nó về tổng quan thuật toán, nhưng mà hôm trước tôi nói rồi tôi sẽ không dạy phần đó. Mà hôm trước tôi có một cái buổi dạy miễn phí rồi, một cái buổi mà tập nhập môn về khái niệm về thuật toán, thế nào là phân tích thuật toán, thế nào đánh giá thuật toán, thế nào là độ phức tập theo ngôn thuật toán. Tôi nói rồi, chúng ta xem lại cái đó nhé, và coi như ở đây là chúng ta đã biết rồi về cái đó. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn phần đầu tiên là cái nói về kiểu dữ liệu đơn giản nhất mà trong bất cứ một cái lớp học nào về cơ sở dữ liệu về thuật toán thì phải biết. Tức là cái bài học của chúng ta chính là cái mảng 1 chiều và 2 chiều nữa. Tức là ta sẽ sang về mảng 1 chiều và 2 chiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen khái niệm là mảng 1 chiều nhé. Mảng 1 chiều. Cái từ mảng này từ Anh nó là array nhé. Array. Array. Thì mảng 1 chiều nó là cái gì? Thì bây giờ tôi sẽ là
Cái khó của chúng ta là hơi khó của chúng ta là nếu mà ai mà chúng ta đã quen lập trình với Pascal và VC rồi ấy, thì cái kiểu dữ liệu array ở trong Pascal nó chính là mảng, hay là ở trong C nó cũng gọi là array, nó gọi là mảng, cho nó đồng nhất. Đồng nhất cái mảng mà chúng ta biết đây này, là cái khái niệm array ở trong một cái list hoặc một cái dãy số đây, hay một dãy phần các phân tử ở trong Pascal, trong C. Nhưng mà ở đây chúng ta là phải áp dụng ở trên trên Python, cho nên có một sự khác biệt một chút đó. Cho nên tôi sẽ nhấn mạnh là chúng ta sẽ cùng làm quen với khái niệm thế nào là mảng một chiều đấy, những đặc trưng quan trọng của mảng một chiều và cái mà chúng ta sẽ áp dụng cái mảng một chiều đó ở trong Python như thế nào. Đấy, chúng ta có phần đó nhé. Rồi, thì đầu tiên là mảng một chiều này. Thì cái mảng một chiều ở đây chúng ta mô tả các cái đặc trưng của mảng một chiều nhé. Cái này là cái phần nôm na là phần lý thuyết đấy, đặc trưng của cái mảng một chiều. Thì có thể có, chúng ta mô tả đây có thể có ba cái đặc trưng sau đây. Đặc trưng thứ nhất ấy, thì cái mảng một chiều nôm na nó là một dãy các cái phần tử cùng 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 kiểu, là một dãy các cái phần tử cùng kiểu, dãy các cái phần tử cùng kiểu. Người hiểu hiện các phần tử, chúng ta có một cái dãy A là các phân số như là 1 này, 2 này, 5 này, 10 đấy, trừ 1 là dãy các số nguyên chẳng hạn. Thì đó là một cái mảng, hay là ta có cái mảng B là cái mảng gồm các cái số ký tự, ví dụ như là đây là A B, phần tử thứ hai là chữ Hà Nội chẳng hạn, ta lấy ví dụ như vậy. Phần tử thứ ba là Bình, ví dụ như vậy. Đấy, thì đây là cái dãy các cái sâu ký tự, nó học là toàn là sâu hoặc là toàn là số đấy, thì nó cùng kiểu thì nó mới là nó được gọi là mảng. Còn nếu một cái dãy mà là nó là xen kẽ giữa số thực và số nguyên và sâu thì nó không phải không định nghĩa không phải là mảng. Được rồi, cái này dễ hiểu thì đúng không ạ? Thì ở trong Python thì cái mảng này được được thể hiện bằng bằng chính khái niệm là list thôi, chúng ta biết rồi. Ta có thể khai báo một cái list rất, rất dễ dàng ở trong Python. Nhưng mà khác nhau là gì? Cái khác là ở trong Python ấy, thì list nó cho phép các phân tử là khác kiểu nhau. Đấy. Nhưng mà ở trong khái niệm mảng thì không được như vậy. Chúng ta chú ý nhé. Đây tôi lấy ví dụ, tôi khai báo A là một cái list đây. 1 2 3 9. Thì đây là một cái mảng thì đúng rồi. Nhưng tôi biết là C là khai báo một cái list thứ hai gồm có phần đầu tiên là 1, số thứ hai là 2.5, số thứ ba là 1 như thế này, thì cái này nó không phải là mảng. Mặc dù nó vẫn là list. Để chưa? Như vậy đây ở đây thì là mảng, với đây là các phân tử là cùng cùng kiểu dữ liệu. Còn cái này thì không, đúng không nào? Mặc dù như vậy là list ở trong Python nó cho phép như vậy, nhưng mà cái này nó không phải là mảng. Chúng ta chú ý nhé. Rồi, đây là đặc trưng nhất. Đặc trưng thứ hai. Đặc trưng thứ hai là như thế này, đặc trưng số 2 là như thế này. Đặc trưng thứ hai là rất quan trọng, là chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử của cái mảng đó bằng chỉ số. Đó. Chúng ta có thể là truy cập, hay là nó nôm na là các phân tử của mảng được đánh chỉ số. Được chưa? Các phần tử của mảng được đánh chỉ số nhé. Khi có một cái bảng A, tôi có thể viết là A, như A là 1, A2, lấy như vậy, A2. Đấy. Khi tôi gọi A1, A2 này hay là A0 ấy, thì cái hay là tổng quát là AI chẳng hạn, như vậy được chưa? Đấy, thì khi tôi gọi AI ra như này nhé, tôi lấy phân tử AI ra, phân tử thứ y, như vậy là suy ra là, như vậy là các phân tử của mảng là một dãy có từ các phân tử nhé, được đánh số, đánh chỉ số. Thì đối với Pascal thì chỉ số bắt đầu từ 1, nhưng mà từ đối với Python chỉ số bắt đầu từ 0. Như vậy là một cái mảng ở trong Python được mô tả bằng cái list ấy. Thì ta có cái hàm len là kiểu n là cái độ dài của cái list đó, thì các phân tử của cái mảng đó được kiểu là A0, A1 vân và phân tử cuối cùng là AN-1. Là chú ý nhé, rất quan trọng ở chỗ này. Được rồi. À, như vậy chúng ta chú ý một lần nữa nhé. Khi mà chúng ta gọi một phân tử AI ra,
gọi ra, chúng ta lấy dữ liệu ra. Thì cái thao tác lấy dữ liệu này chúng ta chú ý là nó có cái thời gian để thực hiện cái thao tác này, cái thời gian của nó là hằng số hay là không một. Ta chú ý. Cái khái niệm mà tôi dùng rất nhiều cái khái niệm là o lớn đấy nhé, là mô tả cái độ phức tạp thời gian của một phép toán hay của một cái chương trình, của một cái hàm ở trong chương trình, chúng ta sẽ dùng rất tự nhiên cái đó. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé, vì hôm trước tôi nói cái phần đó rồi. Như vậy cái thao tác tôi lấy một phần tử ra, truy cập vào nó và lấy một phần tử ở trong mảng ra thì nó luôn có thời gian là 0,1, rất là nhanh, gần như là tích tắc là lấy được luôn, được chưa? Đó là cái tiêu chí thứ hai, đặc trưng thứ hai. Đặc trưng thứ ba của cái mảng là gì? Là chúng ta không những lấy ra mà chúng ta có thể thay đổi được, cập nhật được dữ liệu, thay đổi các dữ liệu của các phần tử nhé. Khi mà có một cái phần tử y ra, tôi lấy ra nhé, tôi có thể thay đổi lại thời gian bằng cái số nào đó, ví dụ như tôi gắn bằng 10 chẳng hạn. Đây là thao tác là cập nhật cái số 10 này vào cái giá trị AI. Thì cái thao tác này cũng có thời gian là 0,1. Như vậy là mỗi phần tử của một cái mảng là chúng ta có thể truy cập vào theo từng cái chỉ số của nó, từ 0 hoặc từ 1 trở đi nhé. Đối với Python thì là từ 0, còn đối với Pascal thì là từ 1. Và ta có thể không biết là lấy ra, ta có thể là thay đổi cập nhật dữ liệu. Thì là đây lệnh này. Thì lệnh cập nhật này cũng là gì? Cũng là thời gian là 0,1. Thời gian là 0,1. Được chưa? Đó, thì như vậy là chúng ta có ba cái, chúng ta nhớ lại có ba cái đặc trưng nhé. Đặc trưng nhắc lại, đặc trưng 1 này là một mảng, là một dãy mà gồm hữu hạn các cái quân tử, một dãy có được các phần tử cùng kiểu. Yêu cầu thứ hai là chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử đó thông qua chỉ số, đánh số từ 0 hoặc từ 1 tùy từng ngôn ngữ, nhưng mà đối với Python là từ 0 cho đến n-1, và cái thời gian để lấy và thử ra nó là 0,1. Còn cái điều thứ ba là chúng ta có thể thay đổi được từng phần tử một của cái dãy đó hay là của cái mảng đó, mà thời gian cũng là 0,1. Thì đối với tất cả những cái mảng như vậy thì chúng ta có thể dùng cái lệnh gì? Chúng ta có thể dùng cái lệnh duyệt, dùng lệnh for hoặc dùng lệnh while. Khi chúng ta cần duyệt một cái mảng, như cái mảng đó, chúng ta dùng lệnh gì? Dùng lệnh for hoặc là lệnh while. While đều được hết. Và ở trong Python thì chúng ta rất dễ dàng chúng ta làm chuyện đó. Lấy ví dụ tôi có một cái mảng A n phần tử nhé, thì tôi có thể làm một lệnh sau đây, dùng một lệnh là for i in range của len A, hai chấm xuống dòng, và tôi print cái phần tử là a i ra ngoài này. Đấy, như này, đó. Thế đây là cái lệnh là ứng lệnh for nhé, for i in này. Thì cái lệnh này là có cái lệnh for in này là nó có cái thời gian chạy là on. Chúng ta nhớ lại nhé, là cái lệnh lặp ấy, thì thời gian chạy của lệnh lặp bằng tổng thời gian chạy của từng thành phần một, thì mỗi thành một lệnh con này của nó là on một thời gian, nhưng tổng n lại nó sẽ là on. Thì ở trong Python có một lệnh nó còn nhanh hơn nữa, vẫn là mô tả thôi, nhưng mà tôi đã viết tắt là gì, không phải là for in v lên a, tôi có thể viết nhanh là for x in a. Đấy, in a cũng được, ta cho ta print x ra ngoài, print x. Đây chính là lệnh for, đây là for x in a duyệt duyệt x thì trên một cái dãy a, trên một cái list a, và in ra như này. Đấy, thì lệnh này cũng mất là on thời gian, chúng ta chú ý nhé. Đấy, ngoài ra thì ở trên Python thì chúng ta còn có một cái lệnh nữa rất quan trọng. Ở trong Python thì cho a một cái dãy, chúng ta có thể có lệnh là x in a, làm cái toán tử kiểm tra xem x có nằm trong A hay không. Đây là toán tử này nó trả lại là true nếu x nằm trong A, và ngược lại nó trả lại là false. Thì cái toán tử này cũng có thời gian là on nhé, chúng ta chú ý. Đây là cái rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi nói thêm một chút nữa này. Nó về về mảng nói chung ấy,
Thì về mảng nói chung thì người ta phân biệt là như thế này, về mảng nhé. Mảng thì người ta có thể chia làm hai loại trên trong giới khoa học ấy, nó chia hai một loại là trong là cái mảng gọi là mảng tĩnh, chia làm hai loại. Đây là cái mảng mà chúng ta thiết lập cứng cái độ dài trước. Rồi ta tạo ra một cái mảng độ dài là 10 phần tử chẳng hạn và cứng không thay đổi được nữa thì nó gọi là mảng tĩnh. Thì cái mảng tĩnh là cái mảng mà rất dùng ở trong Pascal và trong C. Mảng tĩnh. Chúng ta xác định trước cái độ dài của nó và chúng ta khi tạo ra rồi thì nó sẽ chúng ta không được thêm bớt phần tử nữa mà nó có độ dài là cứng, nó gọi là mảng tĩnh. Nhưng mà ở trong Python thì khỏi như vậy, trong Python có cộng thứ hai là mảng động, mà hiện gần đây thì là đối với C thì người ta đã đưa thêm vào một kiểu dữ liệu mới nữa gọi là mảng động. Mảng động là mảng động cho phép chúng ta là tạo mảng và cho phép là thay đổi độ dài của cái mảng đó, nó độ dài nó thay đổi gọi là động, được chưa? Như vậy là đối với em là đối với Python thì tất cả các mảng đều là mảng động hết, rất là hay. Động chúng ta có thể là gì, thêm bớt xóa phần tử đi và cái độ dài của nó là thay đổi, thì đây chính là cái phần mà chúng ta quan tâm là cái mảng động này. Thì ở trong Python là tất cả là mảng động hết nhé, còn ở trong mảng tĩnh này là trong Pascal có này, trong Pascal này, trong C thì cái lập trình với mảng tĩnh nó khác hẳn, rất khác với lập trình với mảng động. Rất nhiều bài toán mà nếu lập trình bằng mảng tĩnh nó khác, lập trình mảng động nó khác, chúng ta chú ý chuyện này. Khi nào có bài tập thì tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa về cái mảng động này một chút nhé. Là nôm na nó là cái list ở trong Python này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái list nhé. Kiểu list chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta chú ý là như vậy là cái list là một kiểu dữ liệu, là bản thân nó là một kiểu dữ liệu rất quan trọng của Python. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo ra một cái list mà gồm các phần tử mà cùng kiểu thì nó chính là mảng. Còn cái list mà các phần tử mà nó khác kiểu thì nó không phải là mảng. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại một chút về cái list này nhé. Thì về khi chúng ta tạo ra một cái list thì nó có, chúng ta thấy là có rất nhiều những cái toán từ có thể được tạo ra trên một cái list. Đây giả sử A là một cái list nhé. Là một cái list thì chúng ta lại biết là đối với A có rất nhiều những cái hàm sau đây này. Hàm đầu tiên là hàm là append, chúng ta bổ sung vào vào cuối của A một cái phần tử bất kỳ, được chưa? Lệnh tiếp theo là chúng ta hay dùng là cái lệnh mà chúng ta lấy ra khỏi A một phần tử, lấy ra phần tử cuối cùng của A là lệnh pop này, cũng rất là hay dùng nhé, rất hay dùng trong tất cả những bài tập liên quan đến thuật toán ấy. Lệnh pop là lệnh lấy phần tử cuối cùng của A ra. Ví dụ ta lấy ví dụ như là A là bằng như này 2, 3, 1, 5, thì cái lệnh pop A này nó sẽ trả về 5 và sau đó nó sẽ xóa đi số 5 ở cuối của A. Còn chúng ta lấy ra và xóa đi phần tử bất kỳ ở bên trong của A thì đó là lệnh là pop i. Đây là lệnh là xóa đi phần tử thứ i của A, phần tử AI đó, và trả về cái phần tử AI đó. Đó, được chưa? Được, lệnh là pop i, một cái lệnh rất hay dùng. Một cái lệnh khác nữa rất hay dùng mà lệnh tôi cho trước phần tử V là nằm trong A thì tôi có thể xóa phần tử AI bằng lệnh là A là remove. Được chưa? Đó. Rồi thì đây chúng ta chú ý nhé, cái lệnh này này, chúng ta chú ý lệnh này là sẽ là lệnh là khi bổ sung vào cuối nó sẽ là gì, nó sẽ là không một thời gian. Chúng ta luôn nhớ cái này nhé, đối với mảng toàn lần mà chúng ta sẽ nhớ lại mãi cái này nhé. Lệnh pop lấy ra phần tử cuối nó là không một thời gian. Đấy. Nhưng mà lệnh pop ở giữa, pop i thì nó sẽ là on thời gian, đấy, không phải là một nhé. Và lệnh remove phần tử v nào đó bất kỳ ở đây thì nó sẽ là on thời gian. Mình nữa hay dùng nữa là lệnh là gì, lệnh là insert vào chỉ vào cái vị trí thứ i phần thử x gì. Đấy. Chèn x gì vào vị trí thứ i của cái mảng A, lệnh này cũng là on nhé. Đấy, chúng ta chú ý lệnh đó là lệnh tương đối là quan trọng đấy nhá. Đấy, chúng ta chú ý. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp chúng ta một vài lệnh nữa ở đây nhé. Rồi tiếp theo là cái lệnh là xóa toàn bộ
xóa toàn bộ cái dãy A đi. Vậy clear nhé. Lệnh này nó là ON. ON thời gian. Lệnh nữa là cái lệnh là đếm xem là trong A có bao nhiêu phần tử, có bao nhiêu phần tử ứng với phần với cái giá trị là V. Đấy. Kiểm tra xem trong A có bao nhiêu, có trả lại là số lượng phần tử có phần tử của A mà là bằng V. Lệnh này nó là ON. Đấy. Được chưa? Lệnh quan trọng nữa là lệnh tạo ra bản sao của A, lệnh copy. Nó tạo ra một cái đối tượng dữ liệu mới khác với A nhưng mà có giá trị là có các phần tử của nó giống hệt như A, tạo bản sao. Thì lệnh này cũng là ON. Rồi, tiếp theo là cái lệnh sau đây là cái lệnh là một nữa là cái lệnh tương đương với remove, là có lệnh có cái lệnh là tìm chỉ số index, là cho trước một cái giá trị x gì và chúng ta kiểm tra xem x là nằm trong chỉ số mấy của A. Lệnh này cũng là ON nhé. Lấy AI ra thì nó là O1 nhưng mà là tìm chỉ số thì nó là ON. Rồi một lệnh khác nữa rất quan trọng là lệnh này, là cái lệnh là đây, lệnh là A và extend để bổ sung cái dãy B vào đằng cuối của A. Lệnh này có độ phức tạp của nó là OK, với K là bằng len của B. Len của B. Đấy. Được chưa? Một lệnh nữa rất hay dùng là cái lệnh là lệnh sort, sắp xếp dãy A. Đấy. Này chúng ta sẽ bàn sau lệnh này nhé, trong sang cái buổi sau nữa chúng ta làm kỹ lệnh này. Đây là rất quan trọng, rất hay luôn, là lệnh là nó sắp xếp lại dãy A theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Mặc định như này là ta tăng dần này. Thì cái đây là nó sắp xếp này, nó sẽ có cái độ phức tạp thời gian là ON log N, nó rất là nhanh. Đấy. Rất là nhanh. Đấy. Rất là nhanh. Được chưa? À, rồi bây giờ chúng ta mô tả thêm một vài cái nữa nhé. Đây. Công lệnh nữa là lệnh là a chấm reverse. Đây là cái lệnh nó sẽ đảo ngược lại cái a, đảo ngược lại a. Cái lệnh này là một cách bình thường thôi, chúng ta sẽ lập trình ngay lát nữa. Thì ta thấy ngay nó có độ thời gian là ON. Ngoài ra một cái lệnh nữa là lệnh chúng ta cộng hai cái mảng lại tạo thành một cái mảng mới, cho trước một cái mảng A và mảng B. Bây giờ chúng ta tạo ra cái mảng C bằng tổng của hai cái mảng AB thì có độ dài là bao nhiêu. Cho trước AB thì chúng ta có đặt C bằng A cộng B, nó là lệnh A cộng B đấy, A cộng B nhé. Đấy, thì cái lệnh này nó có cái giả sử cái nó có cái thời gian là tổng của A và B, nó là có thời gian là giả sử A là có cái độ dài là N, B độ dài là M. Độ dài nhé, thì lệnh này nó có cái thời gian là O của N cộng M, chúng ta chú ý nhé. Lệnh, nhưng mà cái lệnh tổng hai cái dãy này lại là nó có thời gian chạy là khá nhiều đấy nhé, bằng tổng của cả hai cái cộng lại nhé. Đấy. À, nhưng mà tôi vừa mới cho các bạn xem một loạt những cái lát nữa chúng ta cùng nhau làm bài tập, chúng ta sẽ thấy ngay là áp dụng này như thế nào nhé. Ở trong cái trình của chúng ta thì tất cả các bài tập, tất cả các cái chương trình mẫu chúng ta đều cố gắng đều chứng minh. Nếu nó quá dễ thì chúng ta không chứng minh nữa, chúng ta coi như bài tập về nhà, và chúng ta đều phải tính cái thời gian chạy của chương trình. Đây là một tư duy rất là mới đối với chúng ta phải học quá để mà hiểu được cái đó nhé. Rồi thì như vậy đây nó sẽ là cái khi làm việc với các cái mảng ấy, là chúng ta sẽ làm việc với những lệnh này là chính. Ngoài ra chúng ta làm việc với những lệnh khác nữa, lệnh for, lệnh lập này, lệnh for gần như này này, lệnh kiểm tra như này này đó, và các cái lệnh là sử dụng trực tiếp phần kết nối, truy cập phần thử bất kỳ và thay đổi dữ liệu bất kỳ. Hai này nó là O1 hết nhé. Đó. Thì như vậy khi làm việc với cái mảng một chiều ở trong Python thì chúng ta làm việc với cái dữ liệu list là chính. Và đây trên đây là tôi vừa mới trình bày là những cái hàm và những cái thông số về thời gian chạy của cái kiểu dữ liệu list rất quan trọng. Biết nói thêm một chút nữa về hai kiểu dữ liệu nữa, nó không phải là list nhưng mà nó rất là gần list, rất là gần mảng, nó không phải là mảng, xin lỗi, nhưng mà nó rất là gần mảng luôn, cũng có hiểu được, cũng có hiểu là một loại mảng đặc biệt. Thì cái mảng này thì ở trong Pascal và C cũng có, nhưng mà ở trong Pascal và C thì nó đúng là mảng thực sự, nhưng mà đối với Python thì không. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả chúng ta sẽ làm quen với hai cái
hai cái kiểu dữ liệu nữa rất hay dùng, hai cái kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ thường xuyên dùng đấy, là thứ một là kiểu sâu ký tự nhé, kiểu string đấy. Và kiểu thứ hai là kiểu tuple, là bằng dãy ống. Thì hai kiểu dữ liệu này đều thỏa mãn cái nó là đều là một, nó gần như là một cái mảng. Tuy nhiên màn hình chúng ta không thay đổi được giá trị thôi. Khi tôi viết là một cái phần S đây tôi vào nhé, bằng là tôi tạo một cái dãy một sâu là A B C như thế này ấy, thì chúng ta hiểu là S0 bằng chữ là bằng ký tự A, đúng không nào? S1 bằng ký tự B, và là S2 bằng ký tự C. Đấy. Được chưa? Nhưng mà cái cách ký hiệu như này giống như mảng. Thì như vậy đối với số ký tự thì là số có thể hiểu như là một dãy các ký tự thôi. Thì ở trong Pascal thì sâu nó chính là mảng. Sâu chính là mảng các ký tự. Tuy nhiên ở trong Python thì chúng ta không thay đổi được cái phần tử như thế này. Không thay đổi được cái không thỏa mãn cái thứ nhất là cho thay đổi được từng phần tử một. Đấy. Vì sao như vậy là vì sâu ở trong Python nó là kiểu dữ liệu là bất biến. Sâu nhé, kiểu SR này nó là kiểu dữ liệu bất biến. Dữ liệu bất biến ta không thay đổi được. Bất biến không thay đổi được. Cho nên rất là khó. Tuy nhiên nó có cái ký hiệu như này, chứ mà nó có cả cái hàm len nữa. Hàm len của S cho nên rất là giống với list. Chỉ khác là không thay đổi được dữ liệu thôi. Chúng ta có thể thực hiện những cái lệnh, những cái thao tác, những thuật toán trên sâu. Chúng ta sẽ làm việc với rất nhiều bài toán về sâu nhé. Như vậy sâu có hiểu là nôm na là một cái kiểu dữ liệu gần như là mảng. Đấy, nhưng mà nó khác mảng một chút. Chứ khi làm việc với sâu chúng ta phải chú ý nhé. Rồi, khi chúng ta có một cái sâu bất kỳ. Khi chúng ta có một cái sâu bất kỳ, S thì bất kỳ là một cái sâu bất kỳ nhé, S là một cái sâu bất kỳ nhé. Một cái sâu bất kỳ thì chúng ta có thể có những hàm len này, hàm len của S chúng ta tính này, chúng ta tính được cái số y bất kỳ của sâu, được chưa? Đấy, thì cái hàm len này cũng là o một thời gian nhé. Đấy. Tính vào chỉ số này cũng là o một thời gian. Đấy, chúng ta chú ý, được chưa? Còn đối với sâu ấy thì sâu nó có cái phép cộng S1 cộng sâu S2. Đấy. Cộng sâu bình thường nhé, cho phép cộng hai sâu bình thường trong Python nhé. Thì phép cộng sâu này nó tương tự như là phép cộng list. Đấy, thì cái này nó có thời gian chạy là gì, là o của cái len của S1 cộng với len của S2. Đấy, là chú ý. Đấy. À, khi nó giống như này này. Cái chỗ này này nó giống với cái này. Nó giống cái lệnh này này. Lệnh này đó, cộng vào thì nó là o của n của m, tức là o của cái len của a cộng len b. Cái này chính là len b, đúng không nào? Cái phép cộng nó tốn thời gian hơn một chút. Để còn phép cộng sâu cũng vậy thôi nhé. Tương tự như vậy đối với kiểu dữ liệu là tuple. Thì tuple là kiểu dữ liệu nó giống như là list, nhưng mà nó không thay đổi được dữ liệu thôi. Khi tôi viết là một cái a bằng mở ngoặc như này 2 3 4 thì nó là một cái tuple thôi, và nó cho phép là cũng bình thường có cái khái niệm là có cái hàm len a đó, cũng có cái hàm là a1 cũng đã số trừ từ 0 trở đi, a0 này, a1 và a2 như bình thường nhé. Đấy, như bình thường. Đấy. Thì tất cả các thao tác này là 0 1 hết. Chỉ khác đối với list gì là nó chúng ta không ấy được, chúng ta không thay đổi được giá trị. Thì tôi viết không có cái lệnh khác. Thì tôi viết là a0 mà bằng 10 là báo lỗi ngay. Nó là kiểu dữ liệu là bất biến. Như vậy là tuple và sâu là hai kiểu dữ liệu là bất biến. Là chú ý nhá. List là kiểu dữ liệu là khả biến. Còn tuple là bất biến. Thì đối với tuple cũng có hai cái có khái niệm là phép cộng của hai tuple. Và phép nhân với số nguyên có a cộng a đấy. Tôi viết như này, khi tôi viết là một cái sâu là khi tôi viết một cái mà một sâu hay là một cái một tuple thôi, tôi viết là a cộng a thì cái này nó tương đương với là viết là a nhân với hai như này, a nhân hai đấy, tương đương nhau, hay tổng quát là a nhân với n đấy. Viết được nhé, đối áp dụng được cái này áp dụng cả đối với list
cả đối với list, cả đối với swing và đối cả đối với tuple luôn nhé. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày rất là nhanh về mặt lý thuyết một số cái liên quan đến đến mảng dữ liệu một chiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành khoảng 10-15 phút, chúng ta sẽ làm một số bài tập đơn giản nhé, đơn giản để ta làm quen với kiểu dữ liệu mảng ở trong Python này. Đây, bây giờ làm ví dụ nhé. Bây giờ tôi sẽ những cái bài nào ngắn nhỏ thì tôi viết, tôi làm ngôn trên này thôi, còn cái bài nào mà nó khó tôi sẽ lập trình ở trên cái này. Đấy chưa, đây bây giờ cho các bạn xem nhé. Được chưa? Khi tôi viết làm đây, tôi viết bìa, tôi em bìa đồ bài như sau này, đồ bài viết một cái tôi muốn tạo ra một cái dãy là cho chữ n nhé, n bằng 10 này, n 10 nhé. Tôi tạo ra một dãy gồm có là n số 0 thì làm như nào? Làm như sau, viết là a bằng đây, a bằng 0 nhân với n. Đấy. Thì a nó chính là một dãy gồm có gì? Gồm có là n số mà n số 0 nhé. Thì vì khi thứ viết 0 n này nó chính là gì? Nó chính là tổng của cái n lần cái 0 nó ra cái này. Và cái hàm này là nó bao nhiêu hàm này nó mất là nó tính là o n thời gian đấy, vì mỗi lần cộng này nó mất là nó bằng tổng của những cái này mà theo tổng của những cái len của những cái hàm này lại của những cái dãy của những cái list con này lại. Đó. Được chưa? Khi thì viết là s thì đây, s thì bằng một cái a đây mà tôi nhân với 20 chẳng hạn, thì nó sẽ là s sẽ là một cái sâu gồm có 20 chữ a. Còn đối với tuple như sau, tuple thì chú ý nhé, khi tôi viết là tuple t đây nhé, t này viết thế này không được nhé, viết thế này viết thế này là không được, viết thế này là n này là không được nhé, thì t nó sẽ là không được nhé. Mà phải như này này, đối với khi tôi tạo ra một cái list cũng có một phần tử thôi, tôi viết như này, tôi viết a bằng chúng ta chú ý đây không, đây là tạo ra một cái list cũng có một phần tử, nhưng đối với tuple thì là phải viết khác, tôi viết như này, tôi phải viết là tròn này không này phẩy không này. Đây là chỉ là cái mô tả một cái tuple gồm có là có một phần tử thôi. Thì tôi tạo ra làm cái tuple gồm có là 10 số 0, tôi làm như sau, t này bằng này 0 này phẩy và nhân với 10 đấy. Thì nó tạo ra một cái tuple gồm có là n số là 10 số 0. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm luôn mà thay luôn chương trình luôn cho chúng ta xem nhé. Đây, bây giờ tôi làm thử như này, thì tôi tạo ra, tôi sẽ làm thật đơn giản này nhé. Thì cái bài này, bài 1 nhé, làm nhanh như này. Bài 1 là viết một cái hàm để mà sinh ra, viết một cái hàm có tên là dãy n nhé, trả về là n số 0, thì làm như nào? Các bạn rất đơn giản như sau nhé, def này tôi đặt tên là dãy nhé, dãy n đó là một cái hàm thôi. Đấy. hàm này rất đơn giản, hàm này trả về tôi dùng tính là return thôi, return là trả về một cái mảng n số 0, thì return gì, return là 0 nhân với n. Đấy. Mày rất đơn giản đúng không? Mày tôi làm cách 2 nhé. Cách 2 tôi làm như thế này. Đây là cách 1 nhé. Đây là cách 1. Tôi viết luôn nhé. Đây là cách 1. Các bạn chú ý là tôi sau khi mà tôi khi mà chúng ta cùng nhau làm bài tập dù đơn giản thôi của Python, thì chúng ta sẽ cố gắng làm tìm được càng nhiều cách giải thì càng tốt. Các bạn thấy là ở cái là tin học nó hay hơn là cái môn toán, tôi cảm thấy là môn toán ấy là tất cả các bài toán về tin học đều có rất nhiều lời giải khác nhau, có thể có cùng, thậm chí là có cùng một thuật toán thôi nhưng mà có nhiều cách làm khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, chuyện rất là hay, rất đa dạng. Thì đây là một lời giải nhé. Bây giờ tôi mô tả sang cách 2, một chất vẫn là thế thôi, vẫn là trả về n số 0, nhưng mà tôi làm như này đây. Tôi dùng kiểu là dãy 2 đây nhé, nôm na là cách 2 nhé. Nó vẫn ra kết quả là trả về một cái dãy n số 0, mà tôi trả về như thế này. Tôi return viết cách khác thôi.
Thì thức là như này, dùng cái lệnh là tạo dãy nhanh ở trong Python, không này, for i in range n này. Đấy. Đấy. Đấy chưa? Như vậy cả hai cái này, cả hai cái này đều là cái bây giờ tôi ghi lại nhé. Bây giờ tôi sẽ bây giờ các bạn tôi đều ghi lại cho chúng ta thấy nhé. Ghi lại cho tôi mọi người lên nhóm để chúng ta lưu lại cái bài này. Mà chúng ta là cái bài nào? Đây lớp này của chúng ta đây nhé. Bài tập đây nhé. Bài tập hôm nay là buổi thứ nhất này. Bài này là bài đây là bài sinh dãy này. Bài đầu tiên nhé, đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Như vậy chúng ta làm những cái bài đơn giản trước đã nhé. Bây giờ tôi sang bài số 2. Bài 2 là bài trước tôi làm trên tôi làm rồi mà chúng ta sẽ làm lại. Bài 2 như sau, bài 2 rất hay dùng thực tế này. Bài 2 là cái dùng sinh ngẫu nhiên nhé. Sinh sinh ngẫu nhiên. Sinh ngẫu nhiên. Một dãy số nguyên. Một dãy số nguyên. Thì tôi làm bài 2 như sau này, tôi dùng cái hàm đặc hiệu là def này. Sinh dãy nhá. Là như sau, là kiệu đó là n2 là p thứ ba là q nhá. Cái bài này như sau nhá. Cái bài này là sinh dãy đây, ký hiệu vị này nhá, là sinh dãy n số nguyên. N số nguyên nhá. Ngẫu nhiên trong khoảng từ p đến q. Trong khoảng p q. Ở cái dòng này các bạn chú ý là cái chỗ này chính là cái đèn này nó là cái phần có nó là cái phần gọi là mô tả cái phần gọi là cái phần cái tham số về tóc, tham số về cái gọi là cái trợ giúp mô tả của cái hàm này. Như vậy ở ngay dòng thứ hai ở bên dưới cái hàm chúng ta mô tả cái này thì sau đó thì cái này nó sẽ đóng vai trò là cái trợ giúp hay là cái mô tả của cái hàm đó, là rất hay dùng nhé. Ở trong Python thì là khi mà chúng ta dùng muốn viết là comment ấy, chú thích ấy, hoặc là dùng dấu thăng thì có tụ ở trên bậc hàng, còn cái dấu ba dấu nháy đơn hoặc nháy kép này thì chúng ta thao hồ xuống dòng nhé, xuống dòng thoải mái nhé. Chuyện rất nhiều khi chúng tôi dùng cái này để ta làm. Rồi làm như sau nhé. Bài này chúng ta muốn làm chúng ta phải dùng cái thư viện nhé. Ta dùng cái thư viện là from random. Random import. Import cái hàm là hàm render in, hàm này nè. Cái hàm này hàm rất quan trọng. Cái hàm này là cái hàm mà nó sẽ dùng để sinh ngẫu nhiên một cái số nguyên nằm giữa hai giá trị nằm đó. Đây là cái lệnh rất quan trọng. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi mô tả luôn cái hàm này nhé. Bây giờ tôi mô tả dạng đơn giản trước nhé. Tôi tạo dãy A, đầu tiên tôi tạo dãy A là bằng rỗng này. Đấy. Sau đó tôi for i in range n, và mức như vậy tôi sẽ bổ sung vào A một cái phân tử dùng cái hàm này này. Dùng cái hàm này là ren in nhé. Ren in này là pq đó. Được chưa? Như vậy là cho y chạy cho y in range nhưng chạy n lần, mỗi lần như vậy tôi bổ sung một phần tử ngẫu nhiên nằm giữa p và q và mà cái mảng và cái list a hay là cái mảng a, và cũng đây tôi return a. Đấy, return a. Được chưa? Thì đây chính là cái hàm dùng để sinh cái dãy sinh cái ngẫu nhiên đấy. Bây giờ tôi viết lại một cái lệnh khác nhé, tôi viết cách hai cho nó đầu tiên cho các thầy cô xem là chúng ta phải viết đúng cách cho nó hay hơn, hay ho đây nhé. Cách hai như sau, def sinh cũng là dễ nhé, tôi viết số 2 vào cho nó dễ này, n này, p này phải q này chứ. Cách hai cũng là viết lại chính cách trên thôi, tôi viết nhanh thôi, dùng cái lệnh là tạo dãy nhanh. Tôi lập trước tôi return luôn, tôi return luôn như này nhé, return luôn như này, đây dùng cái lệnh này. Ren in đó, p phẩy q đấy, for i in range n đấy. Cái hai nhanh đúng không?
Thì đây chính là cái, đây là cái lệnh tạm dễ nhanh gồm có n phần tử, mỗi phần tử như vậy là cái là giá trị trả lại của một cái là một số ngẫu nhiên nằm giữa p và q. Thì cái lệnh này là lệnh tạo dễ nhanh, nó trả về một cái dễ nhanh. Như vậy hai cái lệnh này là như nhau. Tôi cho cô làm để xem thử nhé. Đây tôi xin thử cho thầy cho các bạn xem chương trình nhé. Tôi đặt n bằng 20 chẳng hạn, và tôi viết a bằng cái lệnh là sinh dãy đây n nhé. Phân tử tính từ 0 cho đến 100 chẳng hạn. Như vậy là cái bài này nó sẽ sinh dãy hai phân tử nằm trong khoảng ngẫu nhiên từ 0 từ 0 từ 0 đến 100. Tôi dùng lệnh print a để kiểm tra xem có đúng không. Print a này. Này tôi ghi lại nhé. Tôi ghi lại là sinh dãy ngẫu nhiên nhé. Đấy. Trong ba máy chú. Chúng ta làm những bài tập rất rất đơn giản đã nhé. Đơn giản, nhưng mà cái bài tập này sau đó chúng ta sẽ dùng rất là nhiều. Dùng rất nhiều ở trong những cái bài tập khác nhé. Thì đây cho các thầy cô xem và hiểu luôn tại chỗ luôn nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta làm quy trình sau nhé. Đấy, tức là cho n bằng 20 và sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 100. Tôi chạy thử thì nó ra kết quả này. Đấy, dạy xem đây là một dãy rất là ngẫu nhiên nhé. Đó, đây là thì việc sinh ngẫu nhiên này thì các số này nó có thể là trùng nhau, được chưa? Đấy, thì tôi có một cái bài tập về nhà cho chúng ta xem, tôi mô tả sau nhé. Đây là cái bài có sẵn rồi. Bị bài tập về nhà như sau này. Bài tập về nhà là các thầy cô sẽ dùng dựa trên cái này, các thầy cô sẽ làm ra một cái bài tập khác như sau, là cho trước viết một cái hàm cũng như này là sinh dãy, nhưng mà sinh dãy khác nhau đi, đặt tên là npq, sẽ sinh ra n số nguyên khác nhau từng nối một trong khoảng từ p đến q, nó vừa là ngẫu nhiên vừa khác nhau từng nối một. Đấy, cái đó là bài tập về nhà các bạn làm nhé. Cái bài này tôi làm trên lớp thôi cho nó nhanh nhé. Thỉnh thoảng tôi có vẫn đưa cho các bạn làm tờ về nhà để cho ta hình dung nhé, để cho ta hình dung nó là như thế nào. Đấy, như vậy cái bài này là những bài nó rất là đơn giản nhé, đơn giản. Bây chúng ta cùng nhau làm một cái bài tập nữa này, bài tập số 3. Bài số 3 này khó một chút nhé. Bài tập này là cái bài tập hôm trước cũng làm rồi, nhưng mà tôi làm lại, tôi đưa ra một cái dạng khác, cái dạng đơn giản hơn nhé. Đây là bài số 3 nhé. Bài 3 là như sau này, tôi mô tả bài 3 là như sau nhé. Đây tôi mô tả này. Đây tôi để đây là trong mô tả. Đấy, thấy chưa? Đấy, cho trước này. Cho trước dãy a bất kỳ nhé. À gồm các số nguyên bất kỳ. Bây giờ đầu bài cần phải gì? Cần phải in ra hay tạo ra? Tạo ra cần phải viết một cái hàm mà in ra cái hàm gồm các phân tử khác nhau của a, các phân tử khác nhau từng đối một của a. Vì phân tử a có thể nó trùng nhau mà. Đấy, mà bây giờ tôi cần phải ví dụ tôi là ví dụ a nhé, ví dụ a là một cái bảng gồm ví dụ như là 0 này, 1 này, 3 này, 10 này, trừ 1 này, 3 này, 4 này, 0 này, đó. Đấy chưa? Như vậy thì cái đầu ra của nó là gì? Cái đầu ra của nó phải là như sau. Đầu ra của nó phải là một cái dãy là 0 này, 1 này, 3 này, 10 này và 4. Đấy. Thì phân tử mà trừ 1 nữa đúng không? Ở đây có trừ 1. Ở đây có thêm trừ 1 nữa. Đấy. Thứ tự không quan trọng bất kỳ nhé. Như vậy ở đây là ở đây số 3 là đây sẽ không tính nữa nhé, số 0 là không tính nữa. Như vậy là nó chỉ còn lại là 0, 1, 3, 10, 4 và trừ 1 thôi. Đó. Được chưa? Cái bài như này. Thế cái làm như thế nào nhỉ? Rất là giản thôi, bây giờ chúng ta sẽ duyệt các phân tử của A từ đầu đến cuối và kiểm tra phân tử đó đã trùng chưa, đã trùng lập
đã đặt bị trùng không, nếu chưa trùng ta cho vào cái dãy đích là dãy dãy C chẳng hạn, và ta kết thúc chúng ta in ra trả về cái dãy đó. Nhưng vấn đề là kiểm tra trùng như thế nào. Đấy, muốn như vậy chúng ta sẽ phải có thêm một cái kiểm tra một chút nữa thôi, không có gì cả nhé. Rồi bây giờ tôi làm cho các bạn, nhưng bài này sẽ có rất nhiều bài này cái bài sẽ có rất nhiều cái lời giải khác nhau, bây giờ tôi sẽ làm từng từng cách một cho ta hình dung nhé. Cách một như sau nhé, đây tôi làm cách một này nhé. Kiểu cái hàm này là cái hàm mà có thứ khác nhau, tôi dùng cái từ là diff diff number năm như này nhé, kiểu là một, vì nó sẽ có nhiều, nó sẽ có nhiều cái hàm khác nhau, được chưa? Thì cách một là như sau, tôi cái đầu ra của nó tôi kiểu là b đi nhé. Đấy, và tôi mà tôi cho chạy đầu đến cuối của cái mảng A thì kiểm tra phần tử AI đó, nếu AI mà không chưa thuộc B thì tôi đưa vào B, còn thuộc B rồi thì thôi tôi bỏ qua và cuối cùng tôi trả về B. Đấy, là như sau nhé, đây tôi đã kiểu B là đầu tiên cho là cái mảng rỗng này. Đấy, B chỉ là cái đầu ra, thì như sau tôi chỉ cần for i in range chạy từ đầu đến cuối của cái mảng A đúng không, của cái len A đây. Đấy, nó kiểm tra nhé, if này, if mà AI nhé mà not in B. Đấy, thì tôi bổ sung append cái AI này vào. Đấy, thì B tức là A mà thuộc B rồi thì thôi tôi không đưa vào nữa, A không thuộc B thì tôi mới đưa vào B. Nhưng từ đây suy ra rằng là B sẽ là chỉ là các phần tử khác nhau của A đấy. Và cùng khi kết thúc đây tôi đưa ra đây và tôi sẽ return B. Đấy, return B. Cái một nó rất đơn giản đúng không ạ? Nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái bài này nhé. Đây, để cùng nhau tôi làm vào giấy ở ngoài, chúng ta sẽ ấy sau nhé. Đây chúng ta sẽ bài này là bài đây là bài đầu tiên tôi viết ra ngoài, còn từ bài sau tôi làm ngay trên máy tính nhé. Đây bài chúng ta là bài như này nhé. Đây tôi vừa để cái bài tôi làm như sau nhé. Đây là dep này deep này năm này đúng không? Trả về các phân tử khác nhau của A đấy, nhớ lại nhé, đặt B bằng một cái dãy rỗng này đấy, xong for i in range của len A, ta nhớ lại một chút nhé. Đấy, xong kiểm tra này, if mà AI mà not in B. Đấy, thì chúng ta sẽ bổ sung vào đây append của AI. Đấy, được chưa? Và cuối cùng là chúng ta sẽ return B. Đấy, như này. Từ cái đây là dòng thứ nhất này, đây là dòng 2 này, bài này có 4, nó có 5 dòng này, 4 và 5. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Cái này này, cái dòng này này nó là không một thời gian này. Cái lệnh này, dòng số 2 này nó sẽ là nó có n bước. Được chưa? N bước. Cái dòng thứ ba là if a not ib, cái dòng cái này là làm nó có cái lệnh in này là nó là on, tức là theo cái độ dài của b đấy, độ dài của b nhé. Nó có cái độ dài là nó tương đương với này là o của len b. Đấy, len của b nhé. Đấy, còn lệnh này là chỉ có o một thời gian thôi. Đấy, mà return b này, cái này nó là o một thời gian thôi. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau tính toán xem nó là cái gì nhé. Khi tính tổng lại này nhé, thì như vậy là cái tổng này là tổng theo hai cái này, được chưa? Thì cái len b này, đầu tiên b là rỗng, nhưng nó rộng, sau khi chúng ta có bổ sung vào thì b nó tăng dần lên nhé. Thì trong trường hợp trung bình ý, trong trường hợp xấu nhất là như thế này này, bây giờ tôi phân tích ra nhé, bây giờ tôi phân tích nghiêm chỉnh một chút nhé. Bây giờ trường hợp xấu nhất này,
để chúng ta thấy khi nào là xấu nhất, khi nào là tốt nhất nhé. Trong nhiều xấu nhất đấy là AI là không, luôn luôn là không thuộc B, nhưng lại là luôn 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 thực hiện, cho nên là cái làm cái len B nó sẽ nó cứ đầu tiên nó là một, đầu tiên là không, sau nó tăng dần lên 1, 2, 3, 4 và đây nó cũng theo O một nữa. Thật là cái này nó là thật em nó là cái này, chỗ này này, lệnh này là mất len B thời gian này, lệnh này là không một thời gian này, được chưa? Nhưng mà cộng hai này tung nó chỉ len B thời gian cộng thêm N này nữa nhé, thì nó như sau này. Và chiều suất là như sau nhé, chúng ta có này, đây chúng ta nhìn vào đây, cái O một thì không tính này, rất là nhỏ thì không tính nhé, tôi cứ tính cả vào đây. Vậy ta có như sau nhé, ta có như sau này, TN này sẽ bằng này, ở phía trên này, ở phía trên này này, tôi cho nhỏ lại ta nhìn thấy nhé, bài này bài đầu tiên là nhấn mạnh lại chuyện đó. Thì chỗ này nó là không một thời gian, tôi biết đây là không một thời gian, không một ở đây nhé, cộng với trong trường hợp này ở đây nhé, là có N lần này, N thì mỗi lần N là B nó tăng lên, đây nó sẽ là tổng của này, tổng của 1 cộng 2 cộng vân cộng với N. B là, cứ mỗi lần xấu nhất là cứ mỗi lần là lệnh này thiệt hết mà, cho nên cái B nó cứ mở rộng ra, đây nó là 0 1 2 3 cuối cùng B nó chính là A. Vậy nó chính là dài của chữ A nó là N. Vậy ta có cái hàm này. Đấy, nó cái hàm này. Cho hiểu nhỉ? Đây là N nhé, N nó chính là cái N này. Đây chính là N lần đấy, này. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Các bạn thấy khó hiểu đúng không? Tức là mà chập xấu nhất là gì? Là với các AI là khác nhau từ đây 1 thì suy ra rằng là cái lệnh này là luôn luôn là chiếm là len B thời gian. Thì đầu tiên lại với y bằng 0 thì nó là 0, y bằng 0 thì nó là 1, y bằng 1 thì nó là 2. Như vậy cái này là nó sẽ bằng nó chính là cái này này. Nó chính là cái này. Đấy. Mà cái này suy ra cái này nó chính là ON bình phương. Đấy. Vì cái tổng này nó sẽ bằng là N nhân N cộng 1 chia 2. Nó là một cái đa thức bình phương của N. Bây giờ em chính là ON bình phương. Đó. Chỉ như cái bài này là trường hợp xấu nhất nó là N bình phương. Còn trường hợp tốt nhất là tất cả các phân tử của A là bằng nhau thì cái lệnh này này. Cái lệnh này nó luôn là hằng số, như vậy là cái này là hằng số, vậy nên trường hợp xấu nhất nhé. Còn trường hợp mà trường hợp xấu nhất là gì? Là các phần tử của A khác nhau từng đôi một. Để xem nhé, là các phần tử của A khác nhau từng đôi một. Đấy. Thì suy ra là cái tên nó bằng ON bình phương. Còn trường hợp nhanh nhất là như sau. Trường hợp nhanh nhất nhé là các phần tử A bằng nhau, của A bằng nhau hết, gọi là bằng nhau hết, thì B luôn là độ làm là một thôi, cho nên là ở chỗ này thực ra chỗ này chỉ là một thôi. Đấy. Trên tổng này chính là N. Vậy ta có như sau. Trường hợp ta có thì trường hợp này là như sau. Trường hợp này là TN nó sẽ bằng là O1 cộng với N. N nhân O1 là sẽ bằng là ON. Được chưa? Như vậy với cái bài này là trường tốt nhất ý, là nó có được thời gian chạy nên là tuyến tính là ON. Còn trường hợp xấu nhất ý, khi các từ của A là khác nhau từ đến một thì nó có độ phức tạp thời gian là N bình phương, nó rất là chậm. Các bạn có thể thử nghiệm trên máy tính, nhưng có thể chạy thử trên máy tính làm cái chương trình mà tính thời gian nhé. Được rồi, như vậy đây là trường hợp đầu tiên đây. Với trường hợp một này thì là cái thời gian của nó như sau. Đây, tôi ghi là thời gian nhé, thời gian là O N bình phương. Đấy. Bây giờ tôi sang cách thứ hai. Cái thứ hai viết lại cái này một chút thôi, không dùng cái lệnh này nữa, dùng lệnh là trực tiếp duyệt trên cái bảng A thôi, thành như sau nhé. Đây kiểu này nó chính là cách một thôi. Cách hai này giống cách một. Viết trước là thời gian của nó là
thì ra là ON bình phương. ON bình phương nhé. Đấy. Def này. Def 5 này. 2 này, A này. Đấy. Chúng cái một bài 1 thôi. Là như sau nhé. Tôi sửa lại một chút thôi. B bằng rỗng này. Xong tôi cũng for, không phải for i in lên lên a mà for x in a cho nó nhanh đấy, for x in a duyệt x trên a nhé. Kiểm tra này, if này, if x not in b, in b thì chúng ta sẽ bổ sung vào b, append như này đó, x. Và cuối cùng ở đây là gì, cùng ở đây là return, return b. Bài 2 là 971 thôi. Chỉ khác là tôi thay thế, tôi thay cái chỗ là x in range lên A mà đây dùng AI thì thay chính là tôi tính x in A thôi. Thì cái lệnh này cũng là cái lệnh này nó cũng là mất ON thời gian, NVN bước mà. Lệnh này cũng là len B bước, như vậy len B thời gian, vậy cái đèn đã giống hệt như là cái này. Giống hệt như là cái này và nó cũng là ON bình phương. Đấy. Được chưa? Thật ra còn cách thứ ba nữa, tôi viết luôn cách 3 nhé. Cái thứ 3 cũng là cách hay, cách viết theo cái Python, viết theo cái dùng cái mô hình của Python. Cách 3 như này nhé. Cách 3 này chúng ta có thể ra nó cũng là ON bình phương. Tôi viết trước cái đáp số ra để chúng ta hình dung nhé. Cách 3 là như sau này. Tôi nhưng mà cách viết này nó là lạ. Dùng slicing nhé. Div 5 này. 3. Được chưa? Đấy. Cách 3 như sau nhé, là tôi dùng lại cái này, dùng lại cái này, viết lại cái này cho nó dễ nhé. Đấy. Được chưa, xong kiểm tra này, bây giờ if nhé, kiểm tra nhưng mà if mà AI đấy, phần tử AI mà không trùng các phần tử phía trước, thì dùng được là not này, in này, đấy, không bài này, thậm chí bài này là not in, in A như này, in là dùng cái license này. Đấy, y. Đấy. Được chưa? Thì cái này là đây là mô tả một dãy con của A chạy từ 0 cho đến y trừ 1. Thì nếu mà AI không nằm trong dãy con phía trước đó thì nó chính là, thì tôi bổ sung B vào thôi, bổ sung B. Đấy, A B. AI viết lại cho nó hay hơn thôi. Đấy. Được chưa? Và đây nó vẫn là, đây nó vẫn là return, return b, được chưa? Đấy. Như vậy cách thứ hai này là, cách thứ ba này cũng là ON bình phương. Bây giờ chúng ta xem sang cách thứ tư, mới là cách tôi sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. Cách 4 này, nhưng ta thêm như vậy, ta thêm một cái bài toán mặc dù nó rất đơn giản thôi. Ở trong tin học là có rất nhiều cách giải khác nhau, cho nên cái việc chấm thi là cái việc nó hay ở chỗ đó nhé. Cho nên cái môn tin học chứ cũng là một điều mà người ta rất ngại chấm, là vì cho người ta thi, khi mà thi giỏi người ta ngại chấm lắm, phần lớn người ta dùng viết chương trình test cho nó nhanh. Nhưng mà cái tôi nói rất nhiều lần rồi đấy, tức là dùng cái phần mà dùng trình tự động mà chấm tự động nó là không chuẩn xác. Muốn chuẩn xác phải mở cốt ra và chứng minh tính đúng của nó, chứng minh được là độ phức tạp theo của nó thì ta mới chấm bài thật đúng cả, mình mới thực sự là đúng. Còn chấm qua cái chúng qua cái test nó chỉ là mang tính gần đúng thôi nhé. Đấy, như vậy ba cái này biến sang cách thứ, nhưng cách tư là chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ đây, tôi mô tả cách tư, ý tưởng của nó là chúng ta sắp xếp A theo thứ tăng dần và chúng ta dùng trình một lệnh duyệt từ đầu đến cuối của A kiểm tra hai mặt liền nhau. Thế chúng nếu mà chúng mà khác nhau thì ta mới đưa vào trong cái phần cái B, còn nó không khác nhau chúng ta bỏ qua đấy nhé. Div này, cái thứ hai, cái thứ ba là chúng ta div 5 này. Và cách thứ tư là chúng ta sắp xếp A theo tăng dần trước, sau đó chúng ta mình kiểm tra sau. Chưa? Bước 1 chúng ta sắp xếp A theo tăng dần, bấm sort. Đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta vẫn làm như thế, chúng ta đặt B bằng như này. Sau chúng ta for nhá. Bây giờ for i in range, được chưa, từ 0 cho đến là không phải len A mà đến len A trừ 1 thôi, len A cho đến phần tử gần cuối của A. Đấy, len A trừ 1 nhé, mà kiểm tra. Đấy. If nhé,
if a không không được, từ từ nhé. Ý của nó là tôi theo xếp tôi tăng dần và tôi kiểm tra hai từ cạnh nhau, nếu mà chúng mà không bằng nhau ấy. Không, tôi làm như này, không. Tôi đợi thêm chút nhé. Đầu tiên tôi cho cái AI B này bằng phần tử đã, B là AI không trước, cho không luôn luôn cho vào. Đấy nhá. Sau đó cho in range từ 1 đến len A. Từ 1 đến len A. Được chưa? Đấy. Tôi bỏ qua số 0 đi, từ 1 trở đi. Để tôi kiểm tra nếu mà AI mà lớn hơn AI trừ 1. Đấy. Được chưa? Nếu như thế này này, nếu như này suy ra là cái AI này là nó khác hẳn các cái số ở phía trước đó, suy ra ta đưa vào B. Đấy, thì ta sẽ B ta dạy append AI. Đấy, AI. Được chưa? Và đưa cho ta return. Return B. Bây tôi thử kiểm tra luôn, tôi kiểm tra luôn cho thầy có xem nhé. Đây tôi kiểm tra chương trình chính nhé. Tôi thử nhé. Tôi đặt A bằng, ví dụ A bằng 1 2 0 3 2 1 0 4 5 1 vậy nhé. Đấy, tôi in thử nhé. Đây này, tôi in luôn cho thầy. Tôi dùng lệnh print này, div tôi kiểm tra luôn, 1 div nhé, number 1 tôi kiểm tra luôn. Cả 5 cách luôn nhé. Cách thứ 2 này, cách thứ 3 này, cách thứ 4. 4 cách thôi đúng không nhỉ? Ở đây là 2 nhé. Ở đây là 3 nhé. Đây là 4. Tôi in ra xem có đúng không. Đấy, 4 nhé. Đấy, chạy thử nhé. Rồi đây tôi chưa ghi lại. Ghi lại cái bài này là, bài này là gì nhỉ? Bài này là kiểu là gì? Diff. Diff number. Đấy. Đây này, đấy nhé. 1 2 0 3 4 5 1, nó có do cách viết chữ khác nhau đâu, còn nó vẫn là 1 2 0 3 4 5. Đấy, 1 2 0 3 4 5. Đấy, vì tôi giảm bớt đi cái này đi, giả sử tôi để cái số 4 này là 3 thì nó chỉ còn lại là 4 thôi. Đấy, 1 2 0 3 5 1 2 0 3 5. Đấy, được chưa? Được rồi, bây chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này nhé. Đây cái bài này. Bài này nhé, thì cái lệnh này này, cái lệnh này chúng ta nhớ lại lệnh này này. Lệnh này là lệnh hết là mất là cái lệnh này là hết thời gian là n log n thời gian. Lệnh này là o 1 thời gian. Lệnh này là mất o n thời gian. Lệnh này là mất o 1 thời gian. Đấy. Thì như vậy là cả cái nhóm lệnh này là o n thời gian. Cái lệnh này là n log n thời gian. Vậy theo cái vậy thì suy ra theo cái thực chất là tính độ phức tạp thời gian của phép cộng hai cái hàng ấy, thì suy ra thời gian của nó như sau. Thời gian của cái hàng này nó sẽ là gì? Nó sẽ là o lớn của n log n. Đấy. Tôi nhân lại nhé. Cái lệnh này này là mất là n o lớn n log n. Chúng ta nhớ lại một chút nữa, tôi nói các thầy cô là ở trong cái phần, ở trong cái lệnh sắp xếp này, sắp xếp của một cái ma trận của một cái dãy, nó là n log n. Đấy, cái phép tính của nó là từ này nhé, cái bậc của nó là n log n. Đấy, vậy suy ra cái này là n log n, còn cái này là o 1 thì rất đơn giản, còn cái này nên là o n, cái này là n. Cái lệnh này chỉ là một phép, cái này chỉ là một cái phép theo so sánh thôi, nó là o 1 thời gian. Lệnh bổ sung này là o 1 thời gian. Vì suy ra cả hai cái này là o 1 thời gian. Vậy suy ra là cả cái vòng for này nó chỉ là o n thời gian thôi. Phần trên này là n log n, phần dưới này là n cộng lại thì lấy cái phần maximum chính là cái này. Vậy suy ra tức là n log n thời gian. Vậy sao cho bốn cách này thì cách số 4 này là nhanh nhất vì nó là n log n thời gian. Được chưa? Đó, để chúng ta chú ý nhé.
Thật ra bài này còn một cách nhanh hơn nữa, nhưng mà cái đó chúng ta tìm hiểu sau. Đấy. Được chưa? Thì đó là cái một cái bài đơn giản thôi, rất đơn giản thôi, nhưng mà có rất nhiều những cái rất nhiều những cái cách làm khác nhau để cho thấy là được chưa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, vì tôi chúng ta phải như vậy là chúng ta vừa làm một số bài tập đơn giản, mặc dù chỉ một vài bài thôi, còn sau đây tôi sẽ cho các bạn một số bài tập nữa. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai của ngày hôm nay, là tôi nói về cái vừa đấy là mảng một chiều, bây giờ chúng ta sang phần mảng hai chiều nhé. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai của cái bài hôm nay là mảng hai chiều. Đấy, mảng hai chiều, hay là trong cái tin học thì hay chúng ta dùng từ là ma trận. Thì mảng hai chiều đó là một cái bảng, hay là thế nào đó là cái ma trận. Khi nói về cái ma trận ấy, ma trận thì nó phải là kích thước của nó. Kích thước của cái ma trận này là thông thường nó là một cái bảng gồm có là m hàng và n, có kiểu là m nhân n là m hàng và n cột, được chưa? Thì nếu mà m bằng n thì người ta gọi nó là cái ma trận vuông, là cái bảng vuông. Còn nó m n nó khác nhau là một cái ma trận bất kỳ. Thì cũng như là mảng một chiều thì mảng hai chiều thì cái số lượng phân tử này, các phân tử đều là phải là cùng một kiểu dữ liệu hết. Nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái mảng hai chiều này thì ở trong pattern nó sẽ được thể hiện như thế nào. Thì khi mô tả một cái mảng hai chiều hay là một cái mặt trận người ta kiểu như sau nhé. Đây, kiểu một cái mảng là như này. Đấy. Đây là A11 này, A12 này, A1N này. Hàng thứ hai là A21 này, A22 này, A2N này. Đấy. Và thử như vậy là AM1, AM2, AMN. Đấy. Được chưa? Thì đây là hàng 1 này, hàng 1 nhé, đây là hàng 2 này. Đây là hàng thứ M. Còn đây là cột đúng không? Đây là cột 1, đây là cột 2 và đây là cột N. Như vậy là cái này nó gồm có là M hàng nhé, M hàng và N cột. Đấy, rất rõ ràng nhé. Đấy, như vậy là một cái mảng, một cái ma trận kích thước MN là một cái bảng cũng có M nhân N phần tử đúng không? Mà các phân tử này là phải cùng kiểu dữ liệu, tức là hoặc là cùng là số nguyên, hoặc là cùng là số số thực, hoặc là cùng là sâu. Đấy, là kiểu dữ liệu cơ bản như vậy mà. Được chưa? Thì đây kim mà hai chiều làm cái mô hình mảng rất hay sử dụng trong bài toán sau này, cho sẽ làm quen với cái mảng hai chiều này. Mà tất nhiên là trong cái lớp 11 này thì hầu hết là chúng ta làm chỉ học sinh chỉ làm quen các bài tập liên quan đến mảng một chiều là chính, nhưng mà vẫn có những bài tập liên quan đến mảng hai chiều. Còn đến lớp 12 thì có rất nhiều bài tập liên quan đến mảng hai chiều nhé, mà chúng ta cũng sẽ tìm hiểu bây giờ. Thì ở trong Python được xác định cái mảng là như thế nào? Đấy, thì ở trong Python thì như sau nhé. Ở trong Python thì cái mảng là hai chiều này được xác định mà được định nghĩa bởi chính là cái kiểu dữ liệu là list nhé. Thì cái list nó có cái hay là bản thân cái list bản chất nó lại là gồm có là một dãy các phân tử thôi, nhưng mà cái hay của list là nó cho phép là để nó bên trong nó chứa cả list nữa. Đấy. Như vậy là mô hình mà cho phép là list ở trong list, hay là list chứa list, hay list of list, dùng từ gì cũng được. List chứa list thì cái mảng này nó chính là cái mô hình cái mảng hai chiều ở trong mà chúng ta sẽ mà học ấy, nó chính là cái mô hình là list trong list nhé. Đấy, thì như sau này, với cái bảng này chúng ta mô tả chúng ta sẽ mô tả bằng list như sau nhé. Đây A này, nó gồm như sau, nó gồm là m phần tử. Cái mảng này, cái list này nó gồm có n phần tử, mỗi phần tử như vậy lại là một dãy m n phần tử nhé. Đây, như vậy, đây. Nó gồm có m phần tử, mỗi phần tử lại là một cái list gồm có n phần tử nữa. Đấy, thì như này này, để tôi viết lại các bạn xem nhé. Nó rất là dễ thôi, không có gì. Đây, nó là một list thôi. Phần tử thứ nhất đây là chỉ là A11, A12, A1N. Đấy. Phần tử nhất là phần tử có n phần tử, đúng không nào? Phần tử thứ hai của nó đây là A21, A22, A2N.
phân tử thứ ba tương tự phân tử cuối cùng là AM1, AM2, cuối cùng là AMN, đóng lại và đóng lại lần nữa đây nhé. Đó. Thì đây chính là cái mô hình, là mô hình cái mảng hai chiều nhé. Và khi mà tôi lấy ra phân tử ở tại hàng y và cột g thì ta kiểu như sau nhé, đây nhé. Phân tử thì khi viết y như này đấy, thì đây chính là cái hàng, đây là cái hàng thứ y, và cái hàng y thế này nó làm một cái list nữa, nhưng mà tôi ghi như này gì thì đây chính là cái phân tử thứ y gì, phân tử hàng, đây là hàng nhé, đây là hàng và đây là cột. Như vậy là một cái ma trận ở trong Python, nó là một cái mô hình là list trong list, và các cái hàng và cột của nó đều đánh số, chỉ số là đánh số từ 0 trở đi. Như vậy là đối với khái niệm là ma trận hai chiều đấy, ma trận M như N, thì cái số hàng ấy, thì cái hàng nhé, hàng đánh chỉ số, từ 0 cho đến m trừ 1. Còn cột là đánh chỉ số từ 0 cho đến là n trừ 1. Chúng ta chú ý nhé, rất quan trọng. Vì là list là cái kiểu dữ liệu mà đánh số chỉ số là từ 0 mà. Nên là đây chính là cái mô hình này. Và cái phân tử mà đứng ở cái hàng thứ y nó, hàng thứ y cột y nó sẽ là như thế này. Đấy. Đây là chỉ số hàng, đây là chỉ số cột, đây là hàng này, đây là cột. Thì AI này chính là phần tử thứ y của cái list A, đúng không? Còn đây là phần tử thứ g của cái AG này, đấy, của cái AI này. Đây chính là cột. Đó. Thì các bạn thấy rất là rõ đúng không nào? Đây, chỗ này là chỗ đặc biệt là hay đấy nhé. Đây này, bây giờ tôi cho xem thử nhé. Khi tôi viết là A nhé, khi A tôi viết nó là một cái ma trận gồm có phần tử nhất là 1 0, đây 1 0, và phần tử thứ hai là 0 1. Đấy, thì đây nó sẽ là A, đây là chỉ là một cái ma trận gồm có hai, nó là gồm có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là một cái list của hai phần tử, phần tử thứ hai là một list hai phần tử nữa. Thì A đây chính là một cái ma trận bậc vuông 2, hay là ma trận 2 x 2. Và phần tử đầu tiên của nó là A0 nhé, A0 này. 1, đây là phần tử đầu tiên ở đó, là phần tử số 1 đấy, số 1 nhé. A00 là 1 chứ. A0 là chính là cái này này, đó. Còn cái A01 chính là cái này. Còn cái này là đây là A10, đây là A11. A này. 1 này. 0. Đây là cái phần tử ở hàng thứ hai và cột 1 thì nó chính là cái này. Đấy. Nó chính là 0. Còn A phần đây. Đây là cái hàng thứ hai và cột hai, nhưng mà chỉ số là 1 nhé. Thì đây là trên lên số 1 đây. Đấy. Bạn có thấy rõ không nhỉ? Đấy, thì đó chính là cái được chưa? Thì đối với một cái ma trận nhé, thì chúng ta có khi viết ra này thì nó chỉ là như này thôi. Bây giờ chúng ta có thể in ra được bằng viết một cái hàm như này. Đây tôi dùng cái hàm sau đây, hàm là def này, show tôi làm ngay trên màn hình nhé cho nó dễ nhé. Sau tôi copy vào đây sau. Copy vào đây sau nhé. Đấy. Thì làm như sau nhé. Khi mà A là một cái ma trận bất kỳ, kết thúc M như N thì như sau này. Thì M là số hàng của A, nó chính là len A. Đấy, chúng ta thấy nhé, đã biết cái hàm như này. Hàm chính là len A. Còn N số cột chính là len của gì? Len của A0. Được chưa? Đấy. Và tôi sẽ làm lệnh, tôi dùng lệnh lọc là for i in range của m, theo m hàng, được chưa? Và tôi for g in
range của n cột, và tôi in ra, tôi print cái phần tử AEG. AEG đấy. Và tôi viết trên một hàng ngang như này. Và khi in xong một hàng thì tôi dùng lệnh print rơi xuống hàng đấy. Thì đây là cái lệnh sẽ in ra cái mặt trận đá bất kỳ ở trên màn hình. Đấy, lại nhé. Vậy là đây là M, đây là cái độ dài của cái len A nhé. Chính là cái số hàng của cái mặt trận đó. Còn cái len A0 chính là số cột của mặt trận. Thì đây M N. For i từ 0 đến M trừ 1 đây là chính là cái số hàng. Với mỗi hàng như vậy tôi in các phần tử mà trên một hàng ra là for i in 1 từ 0 đến N và in AEG đây là phần tử ở hàng i và cột j. Chỉ một cách ra mở dấu cách. Khi in hết một cái hàng thì ta xuống dòng. Đấy, thì tôi enter nhé. Đấy, tôi viết là show A này. Show A này. In ra thấy đúng cái ấy. In ra thấy đúng cái mô hình của một cái mặt trận. Bây giờ viết là B nhé. Bây giờ tôi viết, tôi mô tả cái B là cái mặt trận bậc 3 nhé. Đây. 1, 2, 3. Phần tử thứ nhất này. Phần tử thứ hai là 0, 0, 1. Phần tử thứ ba là 2, 1, 4. Đấy, thì đây là một cái mặt trận. Đây là một cái mặt trận 3 x 3 là kích thước là 3. Đúng không nào? Bây giờ dùng lệnh show. Show B sẽ in ra thế đúng như vậy. Đây. Hai đây là hàng thứ nhất này. Là nhất chính là cái này này, đúng không nào? Đấy. Hàng thứ hai 001 đây, chính là cái này. Hàng thứ ba là 214 chính là cái này. Đấy. Hay không nào? Mình lại show B, mình tôi copy cái này vào viết viết cái hàng đi. Để in ra cho chúng ta nhớ nhé. Thì tôi mới new một cái bài toán chúng ta là viết cái hàm để hiện, để in cái mặt trận A, in mặt trận A trên màn hình. Ngày mai cái lệnh này nó rất là dễ, chỉ mỗi này thôi. Đấy, copy ra là xong được ngay nhé. Mình tôi lưu đề ra là in mặt trận này. Đấy, in mặt trận bất kỳ nhé. Mặt trận bất kỳ đó. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm một số bài tập đơn giản nhé, mức độ rất đơn giản để cho chúng ta hình dung. Chúng ta sẽ làm dần những bài tập khó hơn sau. Còn bây giờ tôi làm bài tập đơn giản lắm nhé. Bây giờ tôi làm bài tập, tôi làm một số bài tập sinh ngẫu nhiên một cái mặt trận nhé. Đây là các bài toán sinh này. Các bài toán sinh ma trận. Mức độ đơn giản thôi. Để cho thấy cách tạo ra một cái ma trận như thế nào nhé. Đây. Thì bài toán đầu tiên là bài toán như sau này. Bài 1 này, cái bài 1 là cái bài 1 đầu tiên, cái bài 1 đầu tiên là sinh cái ma trận kích thước bất kỳ, kích thước M nhân N nhé. M nhân N và gồm toàn số 0. Có làm được không? Gồm toàn số 0 nhé. Bài này rất dễ các bạn ạ, rất dễ nhé. Tức là chúng ta sinh ra một cái ma trận gồm toàn số 0. Đây. Tôi muốn sinh ra một cái ma trận có dạng như này, A đây, A nhé. Bằng này. 0 0 không 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 hết nhé. Nó cũng có là M hàng và N cột bất kỳ. Thì nó cũng có M cái list con như vậy là lại làm một cái dãy N phần tử số 0. Đấy, thì cái làm như sau thôi, rất đơn giản. Đây. Tôi viết cái hàm là def sinh tôi viết là zero matrix cùng có hai con số là M và N. Thì là như sau này. Bây giờ tôi cái đơn giản nhất, tôi tạo ra một cái mặt trận A. Đầu tiên là A là list, nó là diện không nhé, được chưa? Rồi bây giờ tôi tạo ra M đây, for i in range M, được chưa? M lần, mỗi M như vậy là tôi tạo một cái dãy gồm N phần tử, tôi đặt tên là tem bằng là 0
nhân với n phần tử. Được chưa? Sau đó tôi bổ sung open cái tem này. Đấy. Và bây giờ tôi return đây. Return à. Đấy. Bây giờ kiểm tra nhé. Bây giờ lúc nãy tôi có lệnh các cái hàm in mang trận đây. Bây giờ copy cái này sang tôi kiểm tra tôi sinh có đúng không nhé. Những cái hàm này tôi copy sang bên này. Đây tôi để ở đây nhé, để phía trên cùng tôi dùng. Đây. Thì đây là cái hàm, đây là cái trường hợp bài này là hàm sinh. Hàm sinh ma trận toàn zero nhé. Toàn zero. Đây, hàm này này. Bây giờ làm thử cho các bạn xem nhé. Đây, tôi làm thử cho các bạn xem đây. À, đây là chương trình chính nhé. Chương... kiểm tra xem đúng không. Chương trình chính. Tôi đặt A bằng zero. Zero matrix. Matrix như là 4, 5 chẳng hạn. Gồm có 4 hàng và 5 cột. Sau đó tôi dùng lệnh show để tôi in ra. Show A. Kiểm tra xem có đúng không. Đấy. Chạy thử nhé. À, đây là sinh ma trận. Sinh ma trận. Rồi, chạy thử nhé. Đây này, 4, 5, đấy, 4 nhé. Mà 4 hàng và 5 cột. Như vậy là chính xác. Được chưa? Còn nếu mà tôi đặt M bằng N thì nó là gì? Nó là lái thôi. Nó là ma trận vuông thôi nhé. Rồi bây giờ bài số 2. Bài số 2 là luôn đây nhé. Bài số 2 là tôi sẽ sinh ra ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị rất quan trọng nhé. Chúng ta chú ý. Tại vì tôi cho các bạn xem thế nào là một cái ma trận đơn vị. Ma trận này dùng rất nhiều. Sau này các bạn sẽ học phần sau. Chúng ta sẽ dùng khá nhiều cái ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị là ma trận gì? Là cái ma trận là có kích thước là vuông nhé. Vuông. Và nó gồm là như sau này. Cái hàng đầu tiên nó sẽ là 1, sau đó là 0,0 hết. Hàng thứ hai là số 1 bắt đầu từ vị trí số 2 và 0,0 hết. Hàng thứ ba là 0,0,1 cho nó 0,0 cuối cùng. Hàng cuối cùng thì là số 1 ở cuối. Đấy. Thì nôm na đây là cái ma trận và nó dạng có dạng như sau. Có cái dạng là trên cái đường chéo chính ấy, đây đường này là gồm toàn số 1, 1 hết. Một. Còn lại là không hết. Cái đường này nó gọi là đường chéo chính nhá. Chúng ta chú ý nhé. Còn cái đường chéo thế này này là nó gọi là đường chéo ngược. Mà đây tôi đang mô tả đường chéo chính nhé. Thì cái ma trận đơn vị là ma trận gồm toàn số 1 trên cái đường chéo chính. Được chưa? Đó thì bìa đồ bài là cần đồ bài là phải sinh ra cái ma trận đơn vị đó với n bất kỳ. Thì cái làm đơn giản như sau nhé. Chúng ta phân tích một chút cái hàng thứ y. Được. Hàng nhất, hàng thứ hai này. Tôi quan sát một cái hàng thứ y bất kỳ. Cái hàng thứ y nhé. Hàng thứ y bất kỳ của cái ma trận A à, nó là cái gì nhé. Thì là như sau này. Nó sẽ là 0,0 xong có 1 số 1 thôi và không ở cuối nữa nhé. Thì cái vị trí này này nằm ở vị trí gì? Nằm ở cái vị trí là với y bằng 0 thì nó ở đầu. Vậy đây cái vị trí nó nằm tại chính là tại vị trí y, tại cái chỉ số y. Đúng không? Tại cái chỉ số y. Đấy. Hàng thứ y thì đằng trước của nó là gồm có là y số 0. Y số 0. Sau có một số y và đằng sau của nó là có là anh n trừ đi 1 trừ đi y số 0. Đấy nhé. Vậy sẽ chúng ta có thể tính được công thức tính của cái hàng thứ y này. Vậy là có như sau. Đây. Thì chúng ta cùng nhau viết cái hàm mà dựa vào đây nhé. Chúng ta tính cái hàm thứ hai ở đây là cái hàm gọi là cái hàm sinh cái ma trận là đơn vị nhé. Tôi viết này. Hàm sinh ma trận
đơn vị nhé. Dep này, cái kiểu là nó là unit, đơn vị là unit nhé, matrix n đấy, nó có đêm với mặt trận đơn vị thì bắt buộc nó phải là một cái mặt trận vuông. Thì như sau nhé, tôi đặt a bằng như này, rồi xong tôi for i in range n đấy. Và đây tôi tính cái phần cái hàng thứ y, tôi viết là tem là cái hàng thứ y đi. Hàng thứ y như sau, cái hàng thứ y là nó tính bằng như thế này, đây nó tính bằng như thế này, chúng ta nhớ lại nhé, nó tính là y số 0 ở đằng trước này cộng với số 1 này cộng với n trừ 1 trừ trừ 1 trừ y số 0 ở đằng sau, vậy nó là như sau, vậy nó sẽ là như thế này, nó sẽ là đầu tiên là 0 nhân với y số 0 này xong cộng với số 1 đấy, sau đó cộng với là số 0 và nhân với n trừ 1 trừ đi y. Tổng con số 0 này là có phải là y cộng y là cộng y, đây là n trừ 1 cộng 1 nữa là n đúng không? Đây là cái này. Và tôi bổ sung cái này vào a. Tem. Và để tôi return. Return a. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi thử lại nhé, vì tôi viết đây là a bằng unit matrix 4 chẳng hạn, xong tôi show cái a ra sẽ nó có đúng không. Ở trên này là không nhé, phía dưới nó phải là ở dưới nó phải làm đây này. Đấy là 101 này, số 1 này, thế nào? Số 1 đứng ở trên đường chéo chính này. Đấy, đúng rồi nhé. Ở đây tôi có thể gộp lại được nhé, tôi có một cách thứ hai này. Cách thứ hai, đây là cái hàm trên một trận đơn vị nhé, đây là cách 1 này. Cách 1, tôi làm cách 2. Ngắn hơn một tí nhé, để ngắn cách 2. Tôi sẽ viết gộp lại là 1. Chỗ này này. Nhé. Tôi dùng cái lệnh này này, tôi copy xuống đây. Cách 2 là như sau, tôi ký hiệu cái này là số 2 nhé. Đấy. Đơn giản như sau này, bây giờ là return luôn. Đấy, cái này tôi phải làm thật nhanh cho các bạn xem cách viết nhanh của thằng. Đấy. Return cái gì? Return chính là cái này này, chính là cái này này. Đây này, tôi copy lại cái này này. Chính là cái này nhé, đây, copy cái này. Đấy. For i in range n. Đấy, rất là nhanh. Cái hàm thứ hai này viết rất có một dòng như này thôi, rất nhanh. Đây là chỉ lệnh là tạo list nhanh đây. Thì đây là cái phân tử nó tổng quát là như thế này, nhưng mà cho y chạy từ từ 0 đến n trừ 1. Đấy, thấy không nào? Tôi làm thử nhé, đi tôi sửa lại cái này thành số 2 này. Đấy. Sẽ ra có đúng không nhé. Đấy, vẫn đúng hoàn toàn nhé. Tôi sửa cái này thành số 6 cho nó ra là 6 nhé. Đấy chưa, nhưng mà tôi có hai cái hàm là hai cái cách viết của cái hàm này vẫn là thật là một thôi. Mình viết cái này, viết dạng này nó dễ hiểu hơn. Ta lần lượt ta tạo cái list A xong tạo từng cái hàng một, ta bổ sung vào cái list A đó, hoặc ta làm một lần cho nó nhanh. Đúng một lệnh thôi, rất là nhanh. Đấy. Bạn có thấy không? Đấy, như vậy là chúng ta được chưa? Như vậy vừa rồi tôi vừa làm một số những cái bài tập mà mức độ rất là đơn giản thôi nhé. Về bây giờ chúng ta sẽ về và tôi sẽ gửi các bạn một số các cái bài tập mà nó sẽ khó dần lên nhé. Như vậy là cái buổi đầu tiên này là tôi chỉ nói các bạn rất là nhanh về cái phần đầu tiên. Cái phần này là cũng chiếm khoảng 4 tiết ở trong trình lớp 11 đấy. Là cái phần đầu tiên. Thì là cái bài đầu tiên là chỉ là cái bài chưa bị hơi nay chưa giờ phút này là chưa học gì thuật toán nhé, vẫn chỉ là làm quen với cái kiểu mảng dữ liệu một chiều và hai chiều vào một vài bài tập đầu tiên. Còn chúng ta sẽ là dần dần chúng ta sẽ làm dần những cái bài tập khác nhé. Bây giờ thời gian thôi, thời gian hết rồi, có thể chúng ta nghỉ hôm nay ở đây nhé. Thì đến lát nữa hoặc là ngày mai tôi sẽ gửi các bạn cái list cái bài tập đầu tiên và chúng ta sẽ cùng nhau giải ở trong cái nhóm của chúng ta nhé. Một số bài khó
một số bài khó hơn thì tôi sẽ giải, hoặc là tôi sẽ thực hiện, có thời gian tôi sẽ tự quay các cái video tôi giải từng bài một. Nhưng bài khó đấy, bây giờ thì nó mới, nó chưa khó, nhưng càng về sau nó sẽ càng khó dần lên, khó dần lên. À, các bạn có ai quay hoặc ai hỏi gì không nhỉ? Chúng ta nghe rõ có rõ không ạ? Chúng ta có thấy có thể khó hiểu không? Thầy cho em hỏi thầy. Dạ thầy mở lại chỗ cái hàm sinh ma trận cho bọn em xem với thầy. Cái hàm này à? Dạ không, hàm trơn nữa thầy, hàm sinh một cái ma trận đã đặt đây hả? Đây là cái hàm sinh ma trận là gồm m như n 0 đấy này nhé. Dạ đúng rồi. Cái file này tôi sẽ gửi cho các bạn thôi nhé, các bạn có thể xem lại được những cái file này. Dạ. Từ cái bài này chúng ta có thể suy ra là rất nhiều bài tập khác, ví dụ sinh cái ma trận gồm toàn số 1 có thể làm được, hay là sinh cái ma trận gồm có là như sau, gồm có là k cột đầu tiên là toàn số 1, k cột n chứ k cột sau là toàn số 0. Chúng ta có thể tạo ra những cái bài tập khác nhau nhé. Để tôi cho em xem cái chỗ cái hàm viết in ma trận a thầy, hàm viết in ma trận. Hàm in nha. Dạ cái hàm in ra một ma trận. Đây hàm sâu rồi này. Đấy. Dạ dạ đúng rồi thầy, thầy đợi em ghi lại chứ thầy. Ghi lại đi. Ta chú ý cái phần là cái số hàng của ma trận chính là len A nhé, và số cột của ma trận là len A0. Đấy, chúng ta chú ý. Thầy cho em hỏi thầy. Hỏi đi. Dạ, yeah, thầy dán lại cái giờ mình vỗ tính cái thời gian của hàm đít 5-4 của thầy. Lúc nãy hả? Dạ. Đây chưa? Thầy kéo một chiếc thầy. 5-4 đây hả? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Có hiểu không? Hàm này có hiểu vì sao như này không? Có cần tí biết kỹ ra không? Cái chỗ này mình có thể so sánh AI khác AI trừ một bằng cái dấu thay bằng dấu khác được hả thầy ạ? Vì cái dãy đen là dãy tăng dần mà em. Dạ, yeah, tăng dần thì... Tăng dần nhé, tôi tính tôi cho y chạy từ 1 cho đến phần tức là chạy từ phần tử thứ 2 cho đến cuối dãy và kiểm tra xem nó số đó có khác, có lớn hơn cái số ở trước đó không. Nếu lớn hơn là chứng tỏ đó là một số mới, đúng không nào? Yeah. Còn nếu bằng thì là không tạo số mới, thì lớn hơn tôi mới bỏ vào B thôi. Có hiểu không nhé? Dạ cũng được đó thầy ạ. Được mà. Ừ. Ôi, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thầy cho em hỏi một chút ạ. Thế thầy, độ phức tạp của một thuật toán thì mình tính chính là dựa vào cái thời gian chạy đấy hả thầy? Tính và... Độ phức tạp của thuật toán đấy ạ. Độ phức tạp thuật toán đấy. Vâng ạ. Đây này, thì tôi viết lại một chút cho các bạn xem về cái này, cái bạn, đúng là các bạn phải xem lại cái buổi hôm trước tôi đã trình bày ở trên lớp rồi nhé. Tôi cho một cái bài toán bất kỳ nhá. Đây, một cái bài toán hay là một cái thuật toán nhé. Thuật toán thì nó có một chương trình và có cái đầu vào input đây nhé. Và đây là output nhé. Input nó có n phần tử x1, x2, xn nhé. Đó. Và đầu vào đây thì khi mà nó chạy đến đây ấy, thì cái thời gian chạy của nó đây tôi gọi là tn. Đấy, chúng ta hiểu rồi gì đúng không nào? Đấy, thì tn thì bằng cái gì? Thì chúng ta phải làm là cái tn là như sau. Cái tn là chính này. Tn chính là bằng là tổng các cái đơn vị thời gian, các đơn vị thời gian của các cái lệnh đơn, của các lệnh đơn hay các lệnh nhỏ nhất, các lệnh đơn của chương trình. Đó, tổng... Có thể là làm gán, có thể là làm so sánh không thầy? À, các lệnh đơn nhiều lệnh đơn là ví dụ như lệnh các phép toán cộng trừ nhân chia này,
là phép tôi mô tả lại, tôi cho các bạn xem nó trước đó rồi, chúng ta các bạn xem lại cái ấy của tôi thế nào nhé. Thì đây là cách tính nha, cách tính như sang cái quy tắc tính này, quy tắc tính TN nhé, là như sau nhé. Tôi cho các bạn, tôi viết cho đây các bạn là có 5 hay là 4 quy tắc nhé, là như sau này, đây này, rất đơn giản thôi nhé. Đầu tiên là như là cái phép phép toán này, phép toán là cộng này, trừ này, nhân này, chia này, đúng không nào? Phép phép chia nguyên này, đít này, phép số dư này, phép mốt này, đó là tính là một đơn vị thời gian. Đấy, một phép 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 logic and or not là tính là một đơn vị thời gian, đúng là phép gán, phép gán rồi phép in ra, phép in ra là nhập input output, input output nha, tính là một đơn vị thời gian. Lệnh lệnh for hoặc là while, lệnh lặp ấy thì là tính tổng tổng theo các lệnh con, tổng các lệnh con bên trong, đúng không nào? Lệnh if lệnh nhánh thì tính theo max, max của các lệnh con, max của các hệ nhánh. Đấy, đây là cái nguyên tắc để mà tính cái TN, được chưa? Như vậy là một chương trình hay là thuật toán là chúng ta tính được TN, thì tính xong TN rồi chúng ta sẽ phải là bước thứ hai. Bước 1 là tính TN, đúng không? Bước thứ hai là chúng ta tính cái độ phức tạp thời gian. Tính cái độ phức tạp thời gian. Phức tạp thời gian của TN là tính là cái ô của TN đấy. Đó. Xem nó bậc của nó là cái gì? Của nó là tuyến tính hay là logarit hay là đa thức hay là n bình phương hay là n, chúng ta sẽ phải tính theo tùy từ cái bài một chúng ta sẽ phải tính, đúng không? Đấy, thì cái là hôm trước tôi nói rồi mà, đúng không? Các bạn xem lại cái phần này đi, cái phần này này. Như vậy có hai cái nhé, bước 1 là tính TN, bước thứ hai là tính cái độ phức tạp thời gian của TN. Thì với cái bài này chẳng hạn nhé, đây. Khi mà tính nhanh rồi thì chúng ta thậm chí tôi không cần thiết phải tính chi tiết, thì là tôi làm luôn cái phần này, nó là ON này, nó là O của N, logo N này, cái này nó là O1 này, một đơn vị thời gian này, cái này nó là ON này, cái này nó là O1 thời gian, vậy tổng của cả cái phần này nó là ON. Vậy như vậy cái bài này còn có là 1, 2, nó có 3 phần. Phần thứ nhất là N logo N, phần thứ hai là O1, phần thứ ba là ON, và tổng ba cái lại chúng ta tính theo cái công thức, là tính công thức là max, max của ba cái hàm tổng mà, thì max của nó chính là n log n. Vậy suy ra cái bài này là cái độ phức tạp của nó chính là n log n. Đấy. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, thì khi mà tính cái này này, khi mà tính em tính cái này này thì nó có thêm một các quy tắc tính. Tôi viết lại một chút nhé. Cái này là quy tắc tính nhé. Chúng ta tính là một là max nhé, f cộng g nhé, o lớn của f cộng g thì bằng là o lớn của max. Đấy, cái bài này rất quan trọng này, max của f và g. Đấy, tôi vừa dùng cái này đấy. Cái hàng thứ hai là o lớn của c nhân với f phép nhân đấy, bằng là o lớn của f với c là hằng số. Còn cái thứ ba là o lớn của f nhân với g thì bằng là o lớn của f nhân với o lớn của g. Đây là ba cái quy tắc, cái quy tắc để tính nhanh cái phức tạp thời gian của thuật toán, được chưa? Cái này trong cái lần tôi hay tập huấn cho giáo viên là tôi nói rất kỹ trong cái buổi tập huấn cho các tỉnh ấy, tôi nói rất kỹ cái này trong các cái buổi đó, các bạn xem lại cái slide của tôi ấy, nhé. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Chúng ta nghỉ nhá.